Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình này góp nhận 0.33 tốc cần OneNXT khoảng 10 đô cho giám này mà. Để tham gia giám này mới liên phần liên mô tả với tài ra món start chatbot mà. Rồi bấm bấm con tiêu niu. Video đầu tiên của anh Sơn kênh gấp kênh seller nha bạn. Sơn giờ chấm chat nè bạn. Các bạn làm hết tất cả nhiệm vụ như trang mạng xã hội nha các bạn. Kênh seller thì các bạn follow, các bạn bắt đáp là tiếp tục Twitter follow Twitter shopping bot nè bạn. Bạn nhập vào Twitter nha các bạn. Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Xuống đây thì các bạn like và tweet nha các bạn. Các bạn chấp nhận như tweet nha các bạn. Các bạn tăng username Twitter của nó vào các bạn. A cộng 1 username của nó là bạn. A cộng 1 n swap. Một win swap nè bạn. Coi các bạn tăng 2-3 người bạn vào cũng được các bạn. Khỏi cũng được, mà khuyên các bạn để cho chất lượng hơn thì các bạn khuyên tăng 2-3 người bạn vào các bạn. Rồi các bạn tự quyết lại. Rồi các bạn mới đáp lại. Chương trình iRub. Rồi tiếp tục cùng follow kênh iRub bot của nó là bạn. iRub của dự án này các bạn. Rồi bạn mới đáp lại các bạn. Facebook thì các bạn thích này các bạn. Các bạn like các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow Rehook nè bạn. Các bạn nào chưa có tài khoản trên Rehook thì các bạn đăng ký một tài khoản Rehook nè bạn. Nó cũng như Facebook Zalo vậy thôi các bạn ơi. Phan tất cả các bạn chờ mình chút xíu để mình đăng nhập Rehook các bạn. Các bạn gì theo dõi thôi các bạn. Follow rồi các bạn mới đáp lại. Rồi mong mọi người nút submit tên nha các bạn. Bên hỏi bạn có cho nhóm group không bấm don. Mạng lót yếu quá các bạn, nó chìm giọng. Rồi bấm net nha các bạn. Follow Instagram name. Tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Cộng anh 41. Rồi bạn gỡ nè. View menu. Rồi bạn bấm net nha bạn. Follow Twitter the report. Follow the and revisiting bot. Thì các bạn gỡ lên link Twitter bot cho nó các bạn. Trong game thì các bạn nhấp vào mở Twitter ra, các bạn nhấp vào hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ bài tài quyết cho trả lời nè bạn, là bài viết đã game đó nha bạn. Các bạn sẽ chấp nhận liên kết nè. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Bạn mở Telegram ra, bạn dán vào đây nha bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. À, bấm đoan chứ. Nó hỏi có đăng nữa không mà bấm đoan chứ mình gỡ lộn. Tiếp tục các bạn nhận là username Twitter các bạn nhé. Cộng MMO của anh. Tại mình muốn làm kỹ càng cho nó đừng có lỗi gì. Tiếp tục thì submit you link tweet thì các bạn copy lực link tweet này các bạn. Mong bắt ở đây lên. Tiếp tục bấm net. Follow Facebook. Và bấm don nha bạn. Submit thì gọi là đường link profile Facebook của bạn. Thì các bạn vào Facebook của bạn lấy đường link profile Facebook của tất cả các bạn nha các bạn. Facebook thì bạn copy đường link profile Facebook của tất cả các bạn này nè. Bạn mở bot ra nè. Bot ra nè. Bắt vào đây. Bạn gọi cho bot nè. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ BNB sang Machine trên địa chỉ chocolate nha các bạn.
không được dùng ví giao dịch nha bạn. Mở địa chỉ BNB xem chat với BNB từ cái chat mình nè bạn, rồi bạn bắt đáp lên. Làm video khó quá. Rồi bạn gửi cho bot nữa mà. Tiếp tục con download 3 để cập nhật tài khoản mình nha bạn. Mình đã nhận được 0.33 tập cần 1NXT nữa bạn. Đây link ghép của tất cả các bạn, link ghép cho xem bè những thằng gì video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.